Tại sao họ lại đối xử với câu lạc bộ NoSC của chúng tôi như vậy? Tại sao họ lại có thể cử các nhân viên công an đến tận sân bóng để gây áp lực với các chủ sân? Rồi tại sao họ lại gọi những cái thằng kẻ đầu gấu vác dao vác dựa đến tận sân bóng để đe dọa chúng tôi? Các bạn có biết tại sao không? Bởi vì chúng tôi là những con người dám thực hiện đúng và dám thể hiện lên tiếng nói đúng của chúng tôi. Theo cái cách nghĩ, cách hiểu và cách làm của chúng tôi đéo coi bọn cộng sản là cái gì tất cả. Và chúng nó chỉ muốn rằng lợi dụng người dân, ngay cả những cuộc biểu tình chúng nó chỉ muốn lợi dụng người dân biểu tình đến một phần nào đó. Và chúng nó cũng như cái công tắc ấy, nó bật thì mới được biểu tình, mà nó tắt cái biểu tình. Nhưng chúng tôi, những kẻ, những người tham gia biểu tình, và chúng tôi tự tham gia hoặc tự tổ chức những cuộc biểu tình. Chúng tôi làm theo cái trái tim và trí óc của tôi. Chúng tôi không cần quan biết thằng cộng sản là thằng nào. Chúng tôi chỉ biết rằng việc này đúng cho đất nước này thì sẵn sàng kể cả chúng tôi chết. Cho nên chúng nó sợ và chúng nó ghét. Nhưng chúng tôi vẫn cứ làm những cái việc gì chúng tôi tiếp tục sẽ làm những cái việc gì chúng tôi thấy cần và đúng. Chúng tôi không cần quan tâm những cái kẻ nào. Chúng tôi coi cộng sản là những con rác, những cọng rác, những thứ rác rưởi rồi sẽ bị cuốn đi. Sức mạnh của dân tộc này rồi sẽ được hồi phục và cuốn đi những cái sự thối nát và khốn nạn đó. Tôi tin chắc một điều như thế, kể cả ngày mai nó bắn tôi chết. Nhưng tôi biết rằng con đường cuối cùng của dân tộc này sẽ chiến thắng. Chiến thắng sự khốn nạn, chế độ khốn nạn cộng sản này. Tôi dám chắc chắn điều đấy và tôi dám nói ngay lúc này. Chứ không phải tôi nói về sau. Tôi không phải nói vút đuôi. Tôi nói đập vào mặt chúng nó. Bởi vì tôi biết điều đó sẽ đúng. Và tôi cảm nhận thấy trong người tôi đang cảm nhận đấy cái điều đó. Tôi cảm nhận điều đó. Nếu ngày mai họ có giết chết tôi, các bạn đừng than khóc. Các bạn đừng than khóc nhé. Tôi không ngán gì cả. Cái sinh mạng của tôi sống trên cõi đời này được làm những cái điều gì cảm thấy đúng thì cứ làm. Và sẵn sàng. Tôi thách chúng nó đấy. Tôi thách chúng nó đấy. Tôi thách thằng Tô Lâm đấy. Tôi thách thằng Khương đấy. Làm đi. Chúng mày làm giết được tao. Nhưng chúng mày rồi sẽ bị trả giá. Thậm chí cả họ hàng nhà chúng mày sẽ bị trả giá. Bởi vì cái dân tộc này, người ta đã đến lúc cần phải nói lên tiếng nói. Chúng mày hoặc là phải nghe lời dân, lắng nghe tiếng nói của người dân, hoặc chúng mày còn dở những cái thú tính đấy, chúng mày sẽ chịu trả giá. Cuộc chơi này sẽ đến lúc phải chúng mày sẽ phải bị trả giá. Không dễ cho chúng mày được làm thích những cái điều gì chúng mày làm đâu. Không phải tất cả 90 triệu dân này đều là những con thú trong một cái trại súc vật để chúng mày cai trị đâu. Có những người dám và sẵn sàng được sống làm con người đích thực. Ngay cả chúng mày đang cầm quyền lực đấy, chắc gì chúng mày đã được sống như một con người. Được sống như một tư cách của một người dân Đại Việt. Chính các ngươi mới đang là những kẻ lo sợ. Còn những người như ta, tại sao phải lo sợ? Cái chết là một chuyện nhẹ nhàng. Sống 40 tuổi đối với tôi nhá, tôi tuyên bố lại. Sống đối với những người như tôi, 40 tuổi đã là thượng thọ của những người khác bình thường. Tôi hơn 40 tuổi rồi, tôi đang lại. Tôi sẵn sàng làm được việc gì có thể, tôi sẵn sàng. Còn những kẻ nào định giở trò những trò khốn nạn của tôi, có thể sai những người ám sát tôi, bắn chết tôi. Ok. Nhưng nên nhớ rằng, nếu chúng mày thích uống máu người khác, sẽ có những người uống máu chúng mày. Chọn cuộc chơi đi, có thế thôi. Tao không phải thách đố, nhưng chúng mày thích. Chúng mày muốn dìm dân tộc này xuống một sự khốn nạn. Chúng mày hãy ngửa cái con bài của chúng mày đi. Giết được một người, giết được 10 người, hay giết được 100 người, ok, cứ việc làm. Chúng mày đang có sẵn lính trong tay đấy, súng trong tay đấy. Chúng mày thích uống máu của người dân, cứ uống đi. Chúng mày cứ uống đi rồi chúng mày sẽ biết hậu quả như thế nào. Tao sẵn sàng đổ máu, nhận chấp nhận sự rủi ro cho bản thân tao, gánh cho những người khác. Có những lúc cần phải kích đến một cái mức độ nào, cực đoan nào đó.
để cho cái dân tộc này bừng tỉnh ra. Đừng có chúi mũi vào mỗi một cái nồi cơm thôi. Sống, sự sống và cái chết, đương nhiên không ai muốn chết cả. Mà chúng ta muốn được tồn tại, được sống và được để làm những cái điều có ích với tất cả mọi người. Chứ còn sống mà giật giờ như một cái sinh vật sống, chỉ biết những cái nhu cầu cơ bản nhất, mà cái con vật, một con vật, nó cũng có thể làm được. Sống như vậy thì ích gì? Sống như vậy chỉ là ăn tàn phá hại. Sống như vậy chỉ là tốn cơm tốn gạo của thế gian mà thôi. Đó không phải là sống. Đối với tôi đó không phải là sống. Đó chỉ là một cái gọi là tồn tại theo nghĩa của một sinh vật thôi. Nó chưa phải là con người. Con người nó khác với các sinh vật khác. Là nó biết suy nghĩ. Ít nhất là nó có phải có chính kiến của trong mình. Có chính kiến riêng. Con voi thì nó đâu cần gì phải chính kiến. Con chó nó đâu cần phải chính kiến. Con gà nó đâu cần phải chính kiến. Nó chỉ dùng sức mạnh à, nó thích con gà mái kia nó nhảy ra nó đạp. Nó thấy cái mảnh thức ăn kia ngon nó xông ra đánh đuổi con khác, nó chỉ dùng sức mạnh của nó thôi. Đó là cái hành xử của những con vật. Còn con người nó phải khác. Con người nó không phải chỉ có biết ăn, biết ngủ, biết đụ và biết ị. Tôi tự hỏi cái đất nước mình bây giờ nó còn cái gì các bạn? Còn bao nhiêu tiền trong cái ngân khố gọi là những cái tiền của chúng ta đóng góp để cho chúng nó phá nữa? Còn bao nhiêu? Rồi, các bạn bảo không quan tâm, ok. Sắp tới, nó trăm thứ ba lần nó đổ lên đầu các bạn, nhá. Thì các bạn đừng thấy tại sao con người người ta lại hành xử một cách dã thú, lại đi cướp giết nhau như thế. Bởi vì người Việt chúng ta đang bị đẩy vào tận cùng. Thậm chí ngay cả những cái căn bản nhất, những cái nhu cầu căn bản nhất cũng đang bị dần tước đoạt. Đang bị đẩy vào cái sự thú tính. Do cái sự đè nén cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tội lỗi tất cả do họ gây ra, bởi vì họ nói quyền lực tất cả trong tay họ. Họ chỉ biết cướp, biết phá, phá tan cái đất nước này. Thử hỏi, còn gì trong cái lòng đất nước của chúng ta nữa? Tài nguyên thiên nhiên không còn. Lãnh thổ, đất đai các tổ tiên cha ông hàng ngàn đời của người Việt, của người Đại Việt, của cái dân tộc Kinh, cũng như rất các dân tộc khác, sống trên cái mảnh đất được gọi là Việt Nam bây giờ. Còn gì nữa không các bạn? Hết rồi. Họ phá hết rồi, họ đục hết rồi, họ bán hết rồi. Còn để lại một đất nước tan hoang cho chúng ta thôi. Chứ các bạn không tỉnh ra được ấy, thì các bạn đừng hỏi là tại sao viện phí nó có thể tăng gấp 10 lần. Tại sao xăng nó mua về có 8.000 nó bán cho mình 16.000, 20.000. Đấy là một nó bóc lột mình đấy các bạn ạ. À. Nó bóc lột, họ bóc lột mình đấy. Bây giờ ấy, Việt Nam chỉ còn mỗi là gì? Tài nguyên là gì? Tài nguyên nhân lực con người. Dưới một cái chiêu bài vô cùng khốn nạn. Xuất khẩu lao động. Thực ra là bán nô lệ. Các bạn cứ nhìn ra những người đi lao động nước ngoài đã kêu khóc lóc như thế nào. Bị đầy đọa, bị bóc lột thậm tệ như thế nào. Đối xử thậm tệ không bằng một con súc vật. Ở các nước ngoài như thế nào. Dưới cái chiêu bài lao động, xuất khẩu lao động. Một hình thức. Một là tống đỡ những cái người không có công ăn việc làm ở đất ra khỏi đất nước này. Để tránh những cái sự xung đột về xã hội. Một mặt nữa. Để bóc lột tiền của người ta bằng hình thức là khi ký kết lao động phía bên nước ngoài thậm chí người ta không cần đòi hỏi tiền. Nhưng phía bên Việt Nam này họ lại bắt chúng ta phải cược bao nhiêu tiền, một số tiền nào đấy, tối thiểu 100 triệu. Bóc lột cả đấy các bạn ạ. À. Bóc lột đấy mà các bạn không biết đâu, các bạn đừng tưởng các bạn đi nước ngoài là đâu.
các bạn đang bị bóc lột sức lao động đấy. Đang khai thác đúng từ là nô lệ. Nô lệ các bạn ạ. Ngày xưa người ta bán nô lệ, người ta bắt xong người ta tống xuống một cái thuyền, xong người ta chở đến một cái lục địa khác người ta bán. Ví dụ chở bắt từ châu Phi chở sang châu Mỹ để làm người da đen ấy, bị bắt. Chúng ta bây giờ ấy, hình thức nó không mức độ như thế. Nhưng cái nô lệ của thế kỷ 21 này nó dưới những cái chiêu bài, những cái con chữ thế các bạn ạ. Nhưng bản chất nó chả khác đéo gì nhau cả.